Bộ 5 hũ thủy tinh nắp gỗ Pháp gia full size từ 325ml đến 1000ml. Bộ 5 hũ thủy tinh Ocean nắp gỗ có gân cao su thích hợp cho việc đựng các loại hạt, bánh kẹo, gia vị với chất liệu thủy tinh trong suốt dễ lau chùi bụi bẩn. Thông tin sản phẩm. Bộ sản phẩm bao gồm một hũ 325ml, một hũ 500ml, một hũ 650ml, một hũ 750ml, một hũ 1000ml. Chất liệu thủy tinh, kích thước theo dung tích, loại nắp, nắp gỗ có gân cao su, trọng lượng từ 300g đến 650g trên hũ. Liên hệ ngay hotline 0827490333 để nhận được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.